Dạ vâng, đồ Tuấn Anh xin kính chào khách. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thì xưởng đồ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng của bộ sản phẩm bàn ăn 6 ghế mẫu bàn ăn 8 ghế mẫu kiểu hiện đại, gỗ là gỗ ốc chó. Thì bộ sản phẩm này thì bên xưởng như em làm cho chị Lan ở Hà Nội. Đây, nhìn đi. Thì, chị Lan đã về tận xưởng đặt hàng bên xưởng em. Thì ở lần trước thì xong phần mập chị đã qua kiểm tra kỹ, đồ mèo hoàn thiện xong thì em có quay một cái video để gửi đến cho chị cũng như toàn thể quý khách hàng tham khảo và chiêm ngưỡng. Đây, thì hiện tại bên xưởng em kê là 6 chiếc ghế và đây ở đây thì có 2 chiếc ghế thì bên xưởng em đang sửa lốt trước khi bàn giao bên nhà cho anh chị. Thì bộ bàn ăn này thì sẽ có 6 ghế một bàn hiện tại như này. Thì bên xưởng em sẽ giới thiệu cho mọi người chiếc bàn trước. Bàn này thì bên xưởng em làm với chiều rộng là 90 và chiều dài là 1m6. Đây, mọi người nhìn. Mặt bàn liền tấm, mọi người nhìn nhá. Gỗ là gỗ ốc chó. Đây, mọi người nhìn thực tế trên xưởng em làm đây. Gỗ ốc chó mọi người nhá. Đấy, và đây, người phần độ dày thì bên xưởng em làm tổng là 2 lớp như này. Thì những cái tấm gỗ ốc chó thì cây gỗ nó sẽ không có cây gỗ to. Đấy, nên bên xưởng em sẽ ghép là 1, 2, 3 và 4 tấm như thế này thành một cái mặt bàn 90m8. Đây, nhưng mà ghép thì bên xưởng em ghép thì cực kỳ là khít. Mọi người nhìn đây, cái đường ghép này khít, khít kỳ khít luôn. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, và phần chân trụ của nó thì bên xưởng em làm theo mẫu kiểu hiện đại. Đấy, dày đến tận 15 phân và bản rộng của nó là đến tận 20 phân. Đấy, chỗ to nhất là 20, chỗ nhỏ nhất là khoảng 14 phân, 13 phân, 10 phân. Đấy, nó theo mẫu kiểu hiện đại thì là nó như này. Đây, tôi sửa cho em quay rõ và chi tiết cho mọi người xem chân này. Đấy. Chân rộng rất là hiện đại, thấy nhá. Đây. Quay cho mọi người xem. Đấy, chân rất là đẹp. Đấy. Và hơn nữa thì là cái chân và bàn này thì bên xưởng em làm là cực kỳ là chắc chắn mọi người nhá. Còn về phần ghế thì tổng chị đặt là 8 chiếc ghế cơ. Đây, ghế lên cũng là mẫu ghế kiểu hiện đại, hàng trơn như thế này. Đây, mọi người nhìn, gỗ ốc chó nha mọi người nhá. Mẫu thì là mặt của nó mặt đệm ra. Đấy, mặt này mọi người nhìn đệm rất là êm. Đấy, tè như vào. Đấy, đệm rất là êm luôn. Đấy, và phần chân thì là chân só và chiều rộng của ghế này là 50, chiều sâu cũng là 50. Đấy, cực kỳ là rộng và thoải mái. Và đặc biệt là cái ghế này thì có phần tựa rất là ôm lưng và có hơi ngả vào sau. Đây mọi người nhìn thấy. Ghế này thì khi ngồi thì cực kỳ là ôm lưng, cực kỳ là sướng, không bị lo lưng của người nhá. Đây, sẽ nhìn quay cho chi tiết cho người. Và gỗ là gỗ ốc chó, còn đúng chuẩn mà ốc chó luôn. Đấy, mọi người nhìn cái dáng này. Và độ dày thì bên xưởng em làm là 2 phân mọi người nhá, 2 phân. Đấy, cũng là ghép tại vì là cây gỗ gỗ ốc chó thì nó không có cây gỗ to thì bắt buộc phải ghép. Đấy, vì ghép thì lên bên xưởng em làm được cong và điệu như này. Đấy, mọi người nhìn thực tế này, rất là đẹp, gỗ ốc chó nha mọi người nhá. Đây, dáng ghế thì kiểu hiện đại, gần như là không có một chút đục điệu nào, để trôn hết. Đấy, để trôn hết mọi người nhá. Đây, dày 2 phân, dáng rất là cong, đẹp, sang và dễ lo chùi. Mà chất lượng gỗ ốc chó thì là chất lượng gỗ tốt. Đấy, mọi người nhìn rất là đẹp, vân cũng là tuyển chọn luôn, vân cũng khá là đẹp luôn. Thì mọi người có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm bàn ăn hay là sofa gỗ ốc chó thì cứ liên hệ trực tiếp với xưởng để tư vấn cụ thể cũng như là chi tiết hơn. Và ngoài bên xưởng thì em có cả những loại gỗ hương đá hay là gỗ đỏ, bên xưởng em đều làm. Hương đá và gỗ đỏ thì sẽ là rẻ hơn gỗ ốc chó, nhưng mà được cái là nó sẽ liền. Nhiều cái là bên xưởng em, ví dụ mặt bàn này thì có thể là bên xưởng em làm là ván 2 phân làm liền. Đấy, ván long khung. Đấy, tùy loại thì bên xưởng em sẽ tư vấn cho mọi người mà cái giá cũng như là cái sản phẩm nó hợp lý nhất. Đấy, mọi người cứ liên hệ trực tiếp với xưởng qua số điện thoại dưới màn hình để xưởng sẽ tư vấn cho mọi người kỹ càng hơn nhé. Và video này em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt. Và
và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.